Sau công điện chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển đông vào sáng hôm qua, 20 giờ 30 phút tối qua, 14 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục có công điện số 03 chỉ đạo các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Trong đó yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố Vinh, các sở ban ngành thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Ra soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thủy sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.